chồng là sao? Bắt chồng ra. Có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì về nhà hỏi ba má, thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi. Thì sau khi hỏi là mình đưa vòng nè, nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi. Rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai. Thế là bên đàn trai thì đòi của hồi môn ngược lại bên người Việt mình. Vậy hả? Dạ. Thấy là có tiền mới lấy được chồng. Mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền? Tùy theo bên gia đình chồng. Thì hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo. Nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi. Giờ thì nó quy ra tiền hết rồi. Bên gia đình á, thách cưới thì khoảng tầm 40 triệu. Có Mai Hồng Vân, dòng Hùng Thuận, Chi Trang đi gặp Việt Hòa từ cái này. Em nói đã được tiếng Việt hả? Em đã được tiếng Việt chị. Tiếng Kinh chứ hả? Em là người ED. Đó, dạ đúng ED rồi. Thì đây là em nói được tiếng Kinh đúng không? Tiếng mình là tiếng Kinh đúng không? Dạ. Em là Hồ Quan Nia, đến từ Đắk Lắk, năm nay 29 tuổi. Hồ Quan Nia. Dạ. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Còn chồng em. Chào anh Quang, chào Giang. Em là tên là Lương Hành Giang, quê ở Bình Dương. Ngày công việc của em là hạch ngon cung bắt đấy. Về có cảm thấy đúng không? Vào cái nhà em nói tiếng Kinh dở hơn vợ em. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho anh. Chắc có lẽ là lấy vợ là người ED cho nên bây giờ là quen cái tiếng ED. Đúng rồi. Chắc cũng thấy vậy là vậy đó. Nó bằng cô vợ. Đó. Rồi mời em giới thiệu lại. Em là Lương Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Lương Luân Thanh Giang. Luân Thanh Giang. Rồi tiếp tục. Quê ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương. Công việc. Công việc là thịt ngon quốc tế, công ty Labason. Đó, đây rồi. Cái công việc của bạn là gì? Thịt ngon quốc tế á. Cái gì? Là bên công ty thực phẩm á. Thực phẩm á, thịt ngon. Dạ. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon đúng không? Hôm nay rất là vui bởi vì đây là một cô dâu người dân tộc đầu tiên đến tham gia với chương trình, cho nên là anh Thuận anh rất là phấn khích. Và bây giờ thì xin tất cả mọi người một tràng vỗ tay với cô dâu ED. Ngọc bộ đồ này có phải là cô dâu mặc không ạ? Dạ, này là bộ thổ cẩm truyền thống của người đồng bào ED. Dạ, chủ yếu là cô dâu thì mặc bộ này là trong cái tiệc mà đi bắt chồng. Mặc bộ này là để đi bắt chồng đúng không? Mà dạ. Nếu không mặc bộ này thì có được bắt chồng không? Dạ, cũng bình thường mà, này tượng trưng là mình phải mặc là cái bộ truyền thống của mình. Dạ. Có thể kể sơ về cái tục bắt chồng á. Đi bắt chồng là sao? Bắt chồng ra. Có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì về nhà hỏi ba má, thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi. Thì sau khi hỏi là mình đưa vòng nè, nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi. Rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai. Thế là bên đàn trai thì đòi của hồi môn ngược lại bên người Việt mình. Vậy hả? Dạ. Thấy là có tiền mới lấy được chồng. Tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó. Đúng rồi, dạ. Trời ơi, ước gì mình được sống cái thời đó. Trời ơi, tôi mà sống thời đó chắc bao nhiêu cô gái bắt tôi. Thôi rồi. Nhưng mà mẹ em, thường thường á là cái phong tục này, như mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền? Tùy theo bên gia đình chồng. Thì hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo. Nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi. Giờ thì nó quy ra tiền hết rồi. Là cỡ bao nhiêu ta? Giờ chị nuôi con coi nhiêu một con? Tại em có hai đứa em thì nó cũng vừa mới cưới. Tại vì hai đứa đều nhà nghèo hết nên là bên gia đình á, thách cưới thì khoảng tầm 40 triệu. Đó chỉ là mới hỏi sơ thôi. Xong rồi mình qua thỏa thuận lại hai bên nữa thì trả trước một nửa chẳng hạn. Còn nửa nợ khi nào hai đứa tự làm thì trả sau. Dạ. Wow. Nhưng mà cuối cùng thì em cưới ông này là em không phải mất tiền về cái chuyện mua chồng không? Dạ cũng có. Tại vì em nói là đợi cuối năm cưới. Mà cuối năm nó công việc của em vậy, em đi làm vậy nó nhiều việc lắm. Xong cho thôi, nếu mà được tháng sau cưới luôn. Kêu là xin mẹ, kêu nó mẹ không có tiền, anh cũng không có tiền nữa. Thôi, bắt đầu quyết định em ứng trước đó. Ứng hết luôn. Tại vì đợi nó cũng không có biết đếm nhiều nữa, cứ đi chụp hình cưới, đi rút ra cưới, đi xe thì lấy tiền đi xe. Biết rồi, tôi hỏi nhiều đã biết sao không? Đã hỏi trả chưa? Ta đầu nhỏ dùng đó. Dạ, ông nói nè. Dạ.
trả tôi cho đó. Thì đúng là anh cưới xong em lời được ông chồng thiệt. Lời lớn không? Nhưng mà sau khi cưới rồi, bao lâu có em bé? Tụi em mới có đây 2 tháng à. Nhưng mà đã có đủ điều kiện để có thể mình đón chào một cái em bé ra đời chưa? Dạ, hai mẹ chồng cũng chuẩn bị rồi. Anh nhìn thấy ông xã em chắc có lẽ là người đàn ông này không bao giờ biết bia, bọt, rượu, chè luôn hết. Dạ có nhỉ. Lâu lâu à, lâu lâu thôi, chứ là bạn bè thôi. Ông né rồi, ông nói là nếu mà chồng có uống, vợ ngăn lại liền, không có cho uống. Tại vì có một đợt mà trên Bình Dương đám giỗ mà ổng xỉn đến nỗi mà em phải chở từ Bình Dương về Sài Gòn. Một tay em cầm lái, một tay em dịp người say. Trời ơi. Dôi mà bả. Sáng ra hỏi ảnh đi làm. Ảnh đi làm, ảnh về, ảnh làm, không giờ đi làm. Ủa, trưa em về, ổng thấy ông chồng đâu, hỏi gọi điện kêu anh đi làm rồi. Hỏi em hôm qua biết chuyện gì không? Không biết gì hết. Ủa sao về nhà biết được không? Không biết. Kêu vợ chở, biết là vợ chở thôi. Mà cho từ đó là ổng cũng thề chắc không uống được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình tới cái phần hấp dẫn đi nha. Nghe, đó là sau khi cưới về, bữa nay là 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Mọi người có đồng ý là anh chồng quá hiền không? Ngon à. Vậy cái người hiền như vậy thì có thật xấu không? Dạ, ảnh là được xấu thì cũng không có. Được cái là thương vợ. Cho nên là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ, không phải lau nhà, nói chung không phải làm gì hết á. Anh làm hết? Dạ, anh làm hết. Chỉ có lâu lâu em nấu cơm cho anh thôi. Mà cái là hơi cọc tính thôi. Người gì mà cọc tính hả? Không, nói là nói những cái câu trống không. Em thì anh thích ngọt. Nó ví dụ như câu chấm không sao? Giống như ảnh tìm cái khóa thì ảnh không gọi vợ ơi khóa để đâu. Khóa đâu? Chấm không. Đó. Em không có chủ em, ngữ. Không có chủ ngữ, về ngữ là em không có thích. Nghe chưa. Rồi giờ tới ông đó. Dạ em có điều đi làm trong công việc á, như khách hàng nóng tính rồi á. Không biết chữ ai cái giờ cái nhắc tên cho chồng á, chữ. Chữ chồng. Chữ chồng. Vậy đó. Nóng tính coi như là dựng các chém thớt đó. Em là chuyên môn là bị làm cái thớt bị chém á, đúng không? Đúng rồi. Làm đi làm về cái chiều rồi cầm đi máy điện thoại lên phải để ý. Đó là hết nhắn mới sao được bị chữ rồi. Em bị chữ hoài vậy hả? Cách 2-3 ngày vậy đó. 2-3 ngày cái chửi bằng miệng. Không bao giờ thốt nên lời. Em chỉ có chửi bằng tin nhắn thôi. Thí dụ chửi sao đâu. Thì chửi vậy. Nói chung em cứ lôi cái chuyện là cưới ông rồi tôi này nọ khổ sở vậy đó. Khổ sở rồi thì qua tin nhắn. Qua tin nhắn. Mà nhắn dài học luôn sợ. Nhắn dài sập luôn á. Chửi chắc đã hơn. Rồi có bao giờ em nhắn lại không? Em hỏi là ủa cái chuyện gì vậy, đâu có kiếm chuyện gì đâu mà đi nói ra này kia. Có vậy thôi. Mỗi lần nhắn là không có nhắn dài không? Ông không nhắn là em chửi nữa. Những lúc chửi xong thấy tội nhưng mà về nhà thì em là vẫn ngọt. Chửi nhưng mà vẫn cưng chồng. Dạ, cưng được. Trời ơi. Chỉ có nhắn tin thôi là em nhắn những cái tin nhắn của em mà đọc phải thấm. Có thấm không? Thấm luôn vậy. Thấm thôi.